ái nữ nhà MC Huyền Linh thả dáng như người mẫu. Vóc nhường thần thánh, gương mặt ít son phấn với đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của lọ lem khiến cư dân mạng khen ngợi. Con gái lớn nhà MC Huyền Linh diện một chiếc váy liền cúp ngực, khoe thân hình nuột nà không kém gì các siêu mẫu. Bộ ảnh này của lọ lem vừa đăng tải đã nhận về bão thả tim từ cộng đồng mạng. Đa phần netizen đều dành lời khen có cánh trước nhan sắc xinh đẹp và thân hình hoàn hảo ở tuổi 18, Barbie đi biển xanh váy hồng làm tôi siêu lòng, mặt hoa da phấn. Con gái MC Huyền Linh kể từ khi bước sang tuổi trưởng thành đã có sự thay đổi rõ nét về mặt nhan sắc lẫn ngoại hình. Lọ lem không những sở hữu đôi chân dài mà còn có chiều cao trên 1m70, chính vì vậy mà cô bé luôn nhận nhiều lời khen từ công chúng mỗi lần xuất hiện. Đáng chú ý, dân mạng khen lọ lem vì rùa ít son phấn, đường nét xinh đẹp, hài hòa được thừa hưởng từ bố mẹ. Với chiều cao nổi bật, nhan sắc trong trẻo chuẩn nàng thơ cùng học vấn khủng, lọ lem được nhiều phán sắc đẹp réo gọi tham gia các cuộc thi hoa hậu. Không chỉ xinh đẹp, lọ lem, tên thật là Mai Thảo Linh, còn sở hữu thành tích học tập vô cùng xuất sắc tại trường. Theo đó, cô nàng theo học trường quốc tế từ nhỏ nên cô bạn có khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát. Ngoài việc học ở trường, lọ lem được bố mẹ tạo điều kiện để phát triển năng khiếu như piano, hội họa. Bản thân cô bạn cũng không ngại tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường như là MC, đóng kịch và thể hiện rất tốt. Những năm gần đây, con gái MC Huyền Linh thường xuyên chia sẻ loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dẫu vậy, MC Huyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ không định hướng các con theo nghệ thuật mà để các ái nữ tự do, lựa chọn theo sở thích cá nhân. Trúc Chi, theo Phụ Nữ Việt Nam, Star.